Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tây tháng 11 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, một số tin khá quan trọng phải loan. Đầu tiên là bản tin từ Damascus. Ít nhất là có 4 binh sĩ của Syria đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu. Tin từ Damascus cho biết là các cái cuộc căng thẳng ở Syria đã gia tăng ngày thứ Bảy giữa lực lượng của chính quyền Syria và lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu ở phía đông bắc của Syria. Ít nhất là 4 binh sĩ Syria đã bị thiệt mạng. Và các cái cơ quan truyền thông của Syria cũng đã loan báo tin này, cũng như là các cái tổ chức được xem là quan sát tình hình tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm phía đông bắc của Syria hồi tháng trước sau khi mà quân đội của Hoa Kỳ rút ra khỏi đây và họ tấn công lực lượng người Kurd. Sau đó thì đôi bên đã có một cái sự cuộc ngưng bắn 5 ngày để lực lượng người Kurd rút ra khỏi 30 km từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Và đây là một cái thỏa thuận giữa Nga, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ vân vân. Và trong một cái chương trình ngày thứ Bảy và các cuộc đụng độ cho biết là lực lượng cơ quan quan sát nhân quyền của Anh cũng có mặt tại khu vực này, cho biết là có 4 binh sĩ của Syria và trong đó là có thêm một số người khác đã bị thương, 4 binh sĩ thiệt mạng. Và là bên phía truyền thông của người Kurd cho biết là 5 binh sĩ của chính phủ đã bị thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Cuộc đụng độ này là với cái bắn với vũ khí mạnh, tức là machine gun, tức là súng máy, và trong đó thì có cả nhân vật có cả cái thị trấn mà phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm lại, đó là cái thị trấn gọi là Saifa, nằm gần Ras Ain, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ đang chiếm đóng hồi tháng trước. Và lực lượng của có cái tên là Free Burma Ranger được xem là một trong những cái tổ chức nhân đạo ở tại phía đông bắc của Syria cho biết là 4 binh sĩ Syria bị giết và 7 người khác bị thương, trong khi đó bao gồm luôn cả một vị tư lệnh. Và việc thương này nằm ở phía bắc của thị trấn có tên là Tao Tham, và trong đó thì lực lượng mà Hồng thập tử của người Kurd đã có mặt để mà đang có mặt ở tại đây và đã được lực lượng của Syria di tản ra khỏi khu vực này. Đây là một trong những cái căng thẳng mới nhất giữa khu vực đông bắc của Syria. Vào tháng trước thì tuần trước thì phía lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ bắt giữ 18 binh sĩ của chính quyền Syria ở khu vực này, khi mà họ bắt đầu phối hợp với Nga để tuần tra ở khu vực này. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới bãi chiến trường của Syria. Và trong khi đó thì bản tin liên quan tới 39 nạn nhân của Việt Nam bị chết tại khu vực ở Anh, thì bản tin mới nhất cho biết rằng trong số 39 nạn nhân này thì có 10 nạn nhân nằm dưới tuổi vị thành niên. Đây là bản tin mới nhất và báo cáo mới nhất. Trong khi phía Cộng sản Việt Nam đã giới hạn việc đăng tên tuổi của 39 nạn nhân này trên báo chí truyền thông tại Việt Nam, thì trên mạng xã hội đã loan truyền đầy đủ tên tuổi của 39 nạn nhân do phía Anh Quốc đưa ra. Và phía Anh cho biết rằng là họ là một trong những người mà 10 người trong số họ là những người tuổi vị thành niên. 2 người trong số 15 chết chỉ có 15 tuổi, và cái người lớn tuổi nhất là 44 tuổi, và có những người khoảng 20 tuổi, đa số đến từ tỉnh Nghệ An ở miền Trung Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội là 200 km. Và cảnh sát của Anh cho biết là họ đã có đầy đủ danh sách này và đã đăng trên trang web của phía cảnh sát Anh và cũng như là bên Bộ Ngoại giao Anh. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam đã giới hạn và không đăng tên tuổi của những người chết ở trên báo chí tại Việt Nam. Và phía cảnh sát cho biết là họ đã tìm cách để mà đưa các cái hài cốt của những thân nhân này về Việt Nam. Thì trong đó chỉ có một trường hợp duy nhất, một gia đình là muốn lưu trữ cái hài cốt đó tại nước Anh, vì gia đình này có người thân tại Anh Quốc. Ngược lại 38 gia đình khác thì họ muốn là hài cốt được đưa về Việt Nam, và chính quyền Anh đã phụ trách toàn bộ cái chi phí đưa những hài cốt này về Việt Nam. Tuy nhiên trên mạng xã hội đã lan truyền một số những cái văn bản do chính quyền của Nghệ An đưa ra, trong đó buộc các
cái gia đình này phải giao cái trách nhiệm nhận hài cốt cho Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, và buộc những gia đình này phải đóng thêm chi phí để đưa thi hài của thân nhân họ về Việt Nam, trong khi chính phủ Anh đã chi phí toàn bộ các cái chi phí này. Trong khi đó thì phía Cộng sản Việt Nam biện minh là cái chi phí này là từ phi trường Nội Bài đưa về tận quê nhà ở Nghệ An. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái 39 người chết tại khu vực Anh. Đó là bản tin mới nhất. Và ngày hôm qua, nhân dịp 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, thì Tổng thống Trump đã có những cái lời phát biểu đánh dấu cái kỷ niệm này, kéo theo sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Tổng thống Trump đã cho biết là ông đã ca ngợi Tổng thống Ronald Reagan, người đã có công dựng sập toàn bộ chế độ cộng sản ở tại Berlin, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, và ở tại Đông Âu, xin lỗi quý vị. Và trong lời phát biểu thì ông nói rằng sau 30 năm, cái công trạng của cố Tổng thống Ronald Reagan đã khiến cho chủ nghĩa cộng sản bị giảm đi, nhưng sự tác hại của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn đó. Trên thế giới đã có trên 100 triệu người nạn nhân của cộng sản, và hiện nay chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại ở một số quốc gia. Và Tổng thống nói rằng Tổng thống Trump đã đúng khi mà ông đã quyết tâm giật sập cả một cái thể chế và chủ nghĩa cộng sản, khiến cho cả 100 triệu người thoát khỏi được những cái sự cùng khổ và đàn áp của cộng sản. Và Tổng thống Trump cho biết trong cái ngày mà vinh danh các cái nạn nhân của cộng sản và đúng 100 năm lực lượng Bolshevik đã có mặt ở trên thế giới này. Bolshevik là cái khởi nguồn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản. Và ông nói rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa cộng sản vẫn là cái nọc độc đang lan truyền một cách thầm lặng. Và ông đã cảnh báo là ông sẽ tiếp tục con đường của Tổng thống Reagan, là sẽ đánh dẹp và sẽ ngăn chặn cái tác hại của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đang tìm cách lan rộng trên thế giới. Và ông đã đưa ra một số những lời phát biểu và nói rằng cái chủ nghĩa Marxist là một cái chủ nghĩa tàn độc, và nó chỉ đem tới những cái đau khổ cho người dân. Là lời phát biểu của ông. Và trong cái bài phát biểu ngày hôm qua, ông có nhắc lại những cái lời ông đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về cái tác hại khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản. Bên cạnh đó thì ông cũng cho biết là ông đã gặp gỡ với 5 nạn nhân cộng sản ở tại Tòa Bạch Ốc hôm 7 tây tháng 11, trở tại phòng bầu dục của ông. Và đây là những cái lời phát biểu của ông. Trong đó thì có cả một nạn nhân gốc Việt là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người có biệt danh là Mother Mushroom, tức là mẹ nấm. Đó là bản tin liên quan tới Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ công bố một cái bản ghi nhận về cú điện thoại của ông với lại ông Tổng thống Ukraine vào tuần tới. Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ cho công bố cái bản ghi nhận thứ hai về một cái cú điện thoại khác của ông và Tổng thống Ukraine trước, tức là cái cú điện thoại trước cả cái cú điện thoại ngày 25 tây tháng 7. Họ muốn có được cái bản ghi nhận của cái cú điện thoại này, cái second call, là tức là cái cú điện thoại thứ hai, và tôi sẵn sàng để mà cung cấp cái bản transcript này, và chúng tôi sẽ gửi đến cái bản transcript này cho quý vị vào ngày thứ ba. But here the deal, tức là đây là cái cho quý vị biết là đọc cái bản này, các bạn sẽ nghe được cái cú điện thoại và biết được cú điện thoại đó. Tôi cho các bạn cái transcript bởi vì tôi sẵn sàng đã có 2 cú điện thoại với tổng thống của Ukraine. Và nếu các bạn đọc cái cú điện thoại thứ hai, các bạn nói cho tôi biết là các bạn nghĩ gì, có cái gì sai trái ở trong đó hay không. Tuy nhiên chưa bao giờ trong lịch sử mà có ai làm như vậy. Đây là một cái cuộc săn lùng phù thủy, và nó sẽ không bao giờ xảy ra đối với một tổng thống khác. Và hôm thứ sáu thì tổng thống xác nhận với lại các thông tin viên là ông đã có sẵn cái bản transcript của cú điện thoại thứ hai với ông Zelensky, và nó được và xảy ra vào cái cú điện thoại này thì thật sự nó diễn ra vào hồi tháng 4. Và ông nói rằng ông sẽ mở ra và cho đầy đủ tất cả các cái bản transcript này là những cú điện thoại mà ông nói chuyện với tổng thống của Ukraine. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái việc mà đảng Dân Chủ đang muốn đàn hạch ông vì cú điện thoại của ông với tổng thống Ukraine. Nhưng ngày hôm qua thì ông đã tiết lộ rằng là còn một cú điện thoại nữa hồi tháng 4, và ông sẽ cho công bố cái bản transcript, tức là toàn bộ cái nội dung của cú điện thoại này vào ngày thứ ba tuần tới. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì phía các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cho biết là họ muốn nhân vật, một trong những nhân vật tâm điểm của cái vụ Ukraine,
là con trai của cựu phó tổng thống Joe Biden là Hunter Biden cùng với nhân vật whistleblower phải ra điều trần trong cái tiến trình mà muốn đàn hạt tổng thống Trump. Trước khi mà có cái cuộc mà điều trần một cách trực tiếp trong cái tiến trình đàn hạch thì các thành viên của đảng Cộng hòa yêu cầu ông Hunter Biden là con trai của cựu phó tổng thống Joe Biden và nhân vật whistleblower phải được ra điều trần công khai trước mọi người liên quan tới cú điện thoại của tổng thống Trump với lại tổng thống của Ukraine. Hôm thứ Bảy là cái thời hạn cuối cùng mà đảng Cộng hòa đã cho đưa ra cái danh sách mà các nhân chứng cho phía đảng Dân Chủ, và trong đó thì họ đã yêu cầu và là phải công bố đầy đủ cái tên tuổi của những người mà đã điền vào cái đơn khiếu nại tổng thống Trump và trở thành nhân vật whistleblower. Và trong đó thì Hunter Biden là con trai của ông cựu phó tổng thống Joe Biden, người được xem là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty Burisma Holding, một công ty gas mà đã có dấu hiệu tham nhũng. Và ông Hunter Biden bị tình nghi là đã sử dụng cái uy thế cha là phó tổng thống để buộc tổng thống của Ukraine ngưng lại cuộc điều tra tham nhũng bởi công ty này và các giới chức của Ukraine. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Và những người mà phía đảng Cộng hòa đưa ra yêu cầu điều trần là đầu tiên hết là whistleblower, tức là cái người mà giấu mặt đã khiếu nại tổng thống Trump. Thứ hai là Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden. Thứ ba là David Hale, được xem là phụ tá đặc trách về chính trị của Bộ Ngoại giao trong cái cuộc điều trần ngày 6 tây tháng 11. Thứ tư là Tim Morrison, được xem là phụ tá của Hội đồng An ninh Quốc gia, người đã ra điều trần trong cuộc điều trần kín ngày 31 tây tháng 10. Và thứ năm là Kurt Vonnegut, được xem là đặc sứ của Hoa Kỳ tại Ukraine, đã ra điều trần trong cái hôm 3 tây tháng 10 trong cuộc điều trần kín. Thứ sáu là Nellie Orr, được xem là một contractor, tức là một người một cái công ty được xem là thuộc cái công ty Fusion GPS, người đã làm việc trong cái ngành thép và đã công bố cái tài liệu 2016 bởi cái cơ quan một trong những giới chức cựu nhân viên tình báo của Anh có tên là Christopher Steele, người đã tố cáo quan hệ của Tổng thống Trump với Điện Kremlin. Và thứ bảy là Devon Archer, tức là thành viên của công ty Burisma. Là Devon Archer là một business partner, tức là một đối tác thương mại của ông Hunter Biden. Và kế tiếp đó là Alexandra Chabupa, được xem là nhân viên của cái Trung ương Đảng Dân Chủ, người mà Đảng Cộng Hòa tố cáo là nằm một phần trong nỗ lực mà xen vào cuộc bầu cử năm 2016. Đây là tổng cộng danh sách của những người mà Đảng Cộng Hòa mong muốn sẽ phải ra điều trần trong cái tiến trình đàn hạt vào tuần tới. Đó là danh sách của Đảng Cộng Hòa đưa ra. Và trong khi đó thì một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cho biết họ sẽ bước ra khỏi các cuộc điều trần. Theo báo cáo cho biết, một số các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ không ngồi xem cái cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ và sẽ bắt đầu từ ngày 13 tây tháng 11. Và trong đó thì có thượng nghị sĩ Richard Shelby của Đảng Cộng Hòa của Alabama nói với lại tờ The Hills rằng là ông ta sẽ không ngồi xem cái cuộc điều trần mà phía Hạ viện đã cố tình dẫn dắt cái định hướng của dư luận trong cái cuộc điều trần này, và tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Và ông nói rằng trong lúc mà có cái cuộc điều trần, ông nhắc lại cái cuộc đàn hạch với lại cựu tổng thống Bill Clinton trước đây, ông nói rằng là ông muốn nghe tất cả các cái bằng chứng trước khi mà nó được đưa lên Thượng viện. Trong khi đó thì chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Hoa Kỳ là thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết là ông cũng sẽ không ngồi xem cuộc điều trần và nói rằng cái cuộc đàn hạch này là một cái tiến trình hoàn toàn sai lạc và nó đã được dẫn dắt bởi những nhân vật chính trị. Tôi nghĩ rằng nó là một trong những cái điều tệ hại nhất của Hạ viện. Kế tiếp là thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng hòa tại Florida và thượng nghị sĩ Johnny Earls thuộc Đảng Cộng hòa của Iowa cũng cho biết là họ sẽ không xuất hiện ở trong cái cuộc điều trần dưới Hạ viện, và họ cho rằng là đây là một trong những cái tài liệu khác và không làm đúng theo những gì của cái quy định của Hạ viện. Trong khi đó thì ông thượng nghị sĩ Mitt Romney của Đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang Utah, người thường xuyên chỉ trích tổng thống Trump, cho biết ông có thể
là sẽ ngồi lại lắng nghe cuộc điều trần. Đó, ông ta nói rằng là tôi muốn biết coi họ làm cái gì ở trong đó. Romney đã cho biết. Và thượng nghị sĩ Roy Blunt thuộc đảng Cộng hòa ở Missouri, người là chủ tịch của quỹ ban quy tắc của thượng viện, cho biết rằng ông tin rằng cái việc mà tác hại này là nó sẽ gây nguy hiểm, và trong đó thì phía hạ viện đã không có những cái tiến trình đúng với lại cái quy định của hiến pháp và cái quy định của hạ viện. Đó là một trong những cái tin liên quan tới tình hình đàn áp với tổng thống Donald Trump. Và trong khi đó, các dân quân và các nhà hoạt động bảo thủ đã có một cuộc tụ tập lớn ở tại Washington DC. Bản tin cho biết là một số những người được xem là militants, tức là dân quân và những nhà hoạt động bảo thủ đã có một cái cuộc tụ tập tại Washington DC vào ngày thứ Bảy, đòi hỏi cái quyền bảo vệ súng ống của họ và đồng thời giới hạn các cái nhiệm kỳ của các vị quốc các cái vị dân biểu trong quốc hội, cũng như là siết chặt cái biên giới của Hoa Kỳ để chống lại tất cả tình trạng di dân lậu. Bản tin cho biết là họ đã giơ cao những cái lá cờ của Hoa Kỳ và những lá cờ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cái đám đông này khoảng 100 người, và những người này là đã đậu xe ở cái phía bắc của tiểu bang Virginia trước khi mà họ băng ngang qua đường để tiến vào DC, tức là District of Columbia, nơi mà họ cho rằng là súng ống không được mang vào đây. Những đám đông này đã có những cái khẩu hiệu lớn và bảo vệ cái quyền sở hữu súng đạn của người dân Hoa Kỳ, tức là tu chính án số 2. Và trong đó có một số người đã giơ những cái biểu ngữ ủng hộ cho Tổng thống Trump, cũng như là có các cái biểu ngữ đã lên tiếng kêu gọi là nên có những cái hành động siết chặt hơn ở biên giới, nơi mà di dân lậu vẫn tràn qua mỗi một ngày. Đây là một trong những cái cuộc tụ tập đầu tiên, và họ hứa hẹn rằng sẽ có những cái cuộc tụ tập lớn hơn diễn ra trong thời gian sắp tới để mà nói lên quan điểm chính trị của họ cũng như những cái vấn đề của họ liên quan tới cái việc mà điều hành đất nước. Và đó là một trong những cái tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Và liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tôi còn hai bản tin sau cùng. Bản tin thứ nhất là nhân vật Sam Rainsy đã có mặt tại Malaysia và đã nhận lời phỏng vấn với một số cơ quan truyền thông. Mặc dù cái vé của ông mua là bay qua Bangkok, nhưng mà Bangkok đã chặn lại không cho ông xuống máy bay. Và nhân vật được xem là nhà chính trị đối lập lưu vong và cũng là từng là một cựu chiến binh, ông Sam Rainsy cho biết hôm nay Chủ nhật là ông sẽ giúp đỡ để mà tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài toàn trị của Hun Sen đã tạo ra cái sự áp lực của cộng đồng quốc tế và cần phải thay đổi tại quê nhà của ông. Ông đã nói chuyện với hãng thông tấn Reuters tại Malaysia và ông nghĩ rằng ông Hun Sen đã tìm cách ảnh hưởng bởi các cái quốc gia xung quanh Campuchia và đòi bắt giữ tất cả những cái thành viên của ông, trong đó bao gồm luôn cả một thành viên lãnh đạo của đảng đối lập của ông Sam Rainsy là Khom Sonkha, đã bị truy tố tội phản quốc 2 năm trước đây. Để mà tạo thêm cái áp lực với Hun Sen, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình tại quê nhà và nơi đó sẽ có cái chiến dịch trên Facebook và thúc đẩy người dân là chúng tôi đang làm gì. Ông Sam Rainsy đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Năm nay 70 tuổi, ông đã bay tới Malaysia vào hôm thứ Bảy và nói tới với tất cả những người ủng hộ cho ông là giữ tiếp niềm hy vọng. Sau khi mà ông cam kết lần trở về quê nhà vào ngày thứ Bảy để mà tham gia cái cuộc biểu tình chống lại Hun Sen, 67 tuổi, vốn là một cựu chỉ huy của Khmer Đỏ và đã trở thành lãnh đạo của Campuchia trong suốt một thời gian dài 34 năm, nơi mà quốc gia này ngày hôm nay đã có 16 triệu dân. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Campuchia đã lên tiếng cho rằng là họ sẽ không ngăn cản và không cho ông Sam Rainsy bước vào Campuchia. Đó là một trong những cái biến chuyển mới nhất. Ông Sam Rainsy được xem là người đã rời khỏi Campuchia từ năm 2015 và sống lưu vong tại nước Pháp sau khi mà Hun Sen đã sử dụng luật lệ để loại trừ đảng của ông ra khỏi nền luật pháp của Campuchia, một điều mà khiến cho Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ lên tiếng và cho rằng là ông Hun Sen đã thực hiện một cái chủ nghĩa độc tài toàn trị ở tại Campuchia, và có rất nhiều thành viên của các đảng đối lập bị Hun Sen bắt bỏ tù, tống giam và loại họ ra khỏi các cuộc bầu cử, khiến họ trở thành bất hợp pháp tại Campuchia. Đó là các bản tin liên quan tới Campuchia. Và trong các cuộc biểu tình tại Hồng Kông ngày hôm nay, bản tin mới nhất cho biết trên 100.000 người đã biểu tình và tưởng niệm tới người sinh viên
đã bị thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hồng Kông. Khoảng 100.000 người đã có một cái cuộc thắp nến tưởng niệm ở ngay trước cái tòa nhà chính trị của Hồng Kông, tức là cái headquarter, vào ngày chính Tây, và trong đó là họ tưởng niệm tới cái sự mất mát của một sinh viên mà người đã trở thành được xem là chết trực tiếp trong các cuộc biểu tình khi mà có sự xô xát giữa cảnh sát và các sinh viên. 22 tuổi và anh tên là Alex Chow đã chết một ngày trước đó, tức là ngày hôm thứ Sáu, tại bệnh viện sau 4 ngày nằm trong bệnh viện khi mà anh rơi từ tầng thứ 3 xuống tầng thứ 2 ở khu vực Siun-Wan-O, nơi mà cảnh sát đã sử dụng tia gas, tức là hơi gas, để bắn về người biểu tình. Và cái chết của anh đã trở thành một cái động lực để khiến cho người dân tràn xuống đường và phản đối hành động quá tay của cảnh sát. Người phía cảnh sát đã bị tố cáo là có những cái hành động quá tay và đã vi phạm một số những cái quy ước của cộng đồng quốc tế liên quan tới việc gọi là đối phó với các cuộc biểu tình. Trong 5 tháng qua thì Hồng Kông vẫn rơi vào bất ổn và chưa có một cái giải pháp nào giải quyết cho tình trạng bất ổn tại Hồng Kông. Phía chính quyền Bắc Kinh vẫn muốn thẳng tay với người Hồng Kông, trong khi Carrie Lam Tịnh Nguyệt Nga thì sử dụng một cái chiến thuật gây nản lòng và tìm cách cô lập những người biểu tình, đồng thời gia tăng cái quyền hạn cho cảnh sát để trù dập, đánh đập, bắt bớ và sách nhiễu tất cả những người tham gia biểu tình. Và trong cái cuộc tụ tập tối ngày hôm qua thì có tới 100.000 người đã xuống đường và họ nói rằng sẽ có những cái cuộc biểu tình lớn trong thời gian sắp tới. Và đó là tất cả những gì liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi phần tin thời sự cuối tuần này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người vào lúc 6 giờ 30 tối ngày hôm nay, Chủ nhật, để chúng ta cùng thảo luận về cái việc 39 người Việt đã bị chết ở bên Anh và hệ quả của nó, nguồn gốc của nó và cái phương pháp giải quyết như thế nào. Đó sẽ là những cái chủ đề 6 giờ 30 chiều tối ngày hôm nay. Xin các bạn nhớ đón nghe và mến chào tất cả mọi người. Bye bye.